Cái chuyện thứ hai mà rất là ấy, ngày hôm qua ở Việt Nam, ông Đào Minh Quân đã chính thức bị công an Việt Nam lên án là một tổ chức khủng bố, và công an đã xác nhận 320 chiếc xe bị cháy bị ở Đồng Nai đó là Thì do đó tổ là chức của Đào Minh Quân đấy. Và cái danh sách 7 người đã được đưa lên KBC Hải ngoại và các đài truyền hình VTV1, VTV4 những cái đều đã loan tin ra rồi, và chính phủ Việt Nam đã tuyên bố tổ chức Đào Minh Quân là một tổ chức khủng bố và sẽ yêu cầu theo đúng cái công ước quốc tế, tức là dẫn độ ông Đào Minh Quân về. Thì theo nhận xét của chúng tôi đó, cái vấn đề mà người Mỹ xử ông Đào Minh Quân hoàn toàn không có được, bởi vì ông không vi phạm ở bên Mỹ. ông chưa làm một cái gì gọi là khủng bố ở trên nước Mỹ, cũng giống như là bên Việt Tân ấy, họ cũng Mỹ cũng nói rằng, Bộ Ngoại giao nói rằng tổ chức Việt Tân không phải là khủng bố, mặc dù bên Việt Nam nói là khủng bố. Thì nhưng mà đó, ở bên Việt Nam chưa yêu cầu dẫn độ các ông ông Hoàng Cơ Minh thì chết rồi, ông Hoàng Cơ Định, ông Hoàng Cơ Long thì không đòi dẫn độ, nhưng mà đây thì họ nói họ sẽ yêu cầu dẫn độ Đào Minh Quân, là lý do là tại vì họ có rõ ràng những cái chứng cứ là những người say rằng nhẹ như là bố con ông Dương và Vương Văn Thà 32 năm tù xử rồi. Thế rồi những người mà bị bắt ở trong đó đều khai là tổ chức Đào Minh Quân, còn rõ ràng là mang xăng xăng tới là trong rồi là cái bom kích hoạt không nổ, và bây giờ công an họ bắt được cái cả họ giữ được cả cái bom đó, thì lại mang thêm một cái bom khác rồi, thì đấy bảo là bom này không phải bom sát hại mà bom này bom chỉ là làm cháy đấy. Thì thưa quý khán giả, thì chúng tôi nghĩ rằng á, cái lời yêu cầu của nhà nước Việt Nam phải chứng minh cho bên Mỹ biết rõ ràng như thế nào thì mới có quyền dẫn độ ông Đào Minh Quân về. Còn vấn đề dẫn độ ông Đào Minh Quân về chúng tôi thấy là khả năng rất là khó, không không dễ dàng được các bạn. cuộc chiến của Việt Nam ấy thì nó là, tôi thì thấy rằng thì là nó cái mặt nổi thì nó như vậy, cái mặt chìm nó không biết thế nào, không Dạ, ạ? vâng đúng rồi. À, cái chân rết của ông Đào Minh Quân đó, có thể là cũng lại là được cái sự mà đồng ý, hay là cái tình báo của Cộng sản nó nằm trong cái tổ chức của Đào Minh Quân rồi cũng nên, đúng Đúng không ạ? Thành ra là cái câu chuyện là mình mới thấy rằng thì là nó hai ba mặt của vấn đề. Tuyên bố như vậy mà nó không phải vậy, cũng giống như là cái Việt Tân đó, Đấy. mấy người con của ông gì đó cũng Theo cũng công an Nguyễn Thành Tú ấy. vâng. Thế bên à, thế thì còn có một chuyện nữa là cái ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đó, thì tôi thấy thì là cũng được nhiều người khen, mà khen lắm, thằng con tôi nó cũng nhất định.